Hi, xin chào mọi người. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xóa thư mục Windows On trên hệ điều hành Windows. Thì mình xin nói sơ về nguồn gốc của thư mục này. Thì thư mục Windows On được tạo ra khi các bạn tiến hành cài đặt một hệ điều hành. Trong quá trình cài đặt, các bạn tiến hành ghi đè lên phân dùng mà trước kia đã cài đặt hệ điều hành, đã có một hệ điều hành từ trước. Thì lúc này hệ điều hành trước kia nó sẽ được chuyển vào một thư mục là Windows On. Hay trong trường hợp là các bạn update, như trong video trước mình có hướng dẫn các bạn update lên Windows 10 version 1809, thì lúc này phiên bản trước của Windows 10 nó sẽ được chuyển vào một thư mục là Windows On. Thì thư mục Windows On này nó sẽ phục vụ cho những bạn có nhu cầu, hay trong những trường hợp mà các bạn có nhu cầu là recovery lại hệ điều hành. Tuy nhiên, nhiều trường hợp các bạn không có nhu cầu sử dụng thư mục này và các bạn muốn xóa nó đi để giải phóng một không gian nhớ phục vụ cho việc lưu trữ dữ liệu khác. Tuy nhiên thì việc xóa thư mục này không thể thực hiện cách thông thường như là nhấn delete, mà các bạn phải xóa một cách gián tiếp, và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện điều đó. Ok, đầu tiên các bạn vào disk PC, chữ Win 10 là disk PC, tức là vào My Computer đấy các bạn. Và các bạn tiến hành click chuột phải vào phân vùng chứa thư mục Windows On. Các bạn chọn Property. Có một cửa sổ hiện ra, lúc này các bạn chọn cho mình là Disk Link Up nhé các bạn. Đây. Và sau đó sẽ có thêm một cái cửa sổ khác hiện ra. Trong đây các bạn chỉ cần chú ý cho mình ở phần là Link Up System File. Các bạn click vào nó. Đây, và lúc này nó sẽ tiến hành quét các file hệ thống gọi là không còn tác dụng, cũng như là các bạn có thể loại bỏ để giải phóng không gian nguồn nhớ cho thiết bị của bạn. Các bạn đợi khoảng chừng 4-5 phút tùy theo cấu hình của máy. Ok, đây lúc này nó sẽ hiện ra thông tin các file cũng như là các thư mục của hệ thống dư thừa, nói chung là nó không còn tác dụng nữa và các bạn có thể loại bỏ nó để giải phóng không gian nguồn nhớ. Ở đây các bạn chú ý cho mình cái file đó là Review Windows Installation. Đây là file của Windows On, tức là file này là file của hệ điều hành trước kia, và các bạn tiến hành tích vào đây. Sau đó các bạn tiến hành nhấn OK để tiến hành loại bỏ file này, giải phóng không gian nguồn nhớ với thiết bị của bạn. Ok, các bạn nhớ ok nhé. Và các bạn chọn delete file. Lúc này nó sẽ tiến hành xóa bỏ thư mục Windows On trên thiết bị của bạn. Ở đây các bạn chọn Z nhé các bạn. Ok, đây nó đang tiến hành delete file thư mục Windows. Sau khi quá trình này chạy đầy cây thì các bạn sẽ tiến hành kiểm tra coi thư mục Windows đã được xóa chưa nhé các bạn. Ở đây các bạn đợi giúp mình nhé.
Ok, lúc này thì file Windows O, thư mục Windows O đã được xóa. Giờ chúng ta sẽ quay lại ổ đĩa để kiểm tra nhé các bạn. Đây, lúc này thư mục Windows O đã biến mất và vùng nhớ các bạn sẽ được giải phóng một lượng đúng bằng thư mục Windows O mà các bạn đã xóa. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách xóa thư mục Windows O, giải phóng một lượng vùng nhớ khá lớn và phục vụ cho việc lưu trữ các dữ liệu khác. Cảm ơn các bạn đã chọn xem video của kênh Công nghệ. Nếu các bạn có thắc mắc gì, các bạn cứ comment dưới video. Cảm ơn các bạn, chào bạn.